Hello mọi người đến với channel của Đức nha. Hôm nay mình sẽ đi review một cái ví đựng coin và đặc biệt là đựng cái đồng ra bằng coin và một rất nhiều cái đồng coin khác nhau. Đây, mọi người có thể vào cái trang này ra mình coin.org, mọi người kéo ra cái ví đó, tên là hôm nay mình sẽ review cái ví mang tên là Wada Wallet. Cái ví này là mình có thể tải cái app trên là iOS, tải trên App Store, trả trên Windows, trả trên hiệu hành Linux. Rồi mình sẽ vào cái ví này mình tìm hiểu nha. Đây, cái ví này có giao diện. Tại sao mình lại review cái ví này mà không lại review những cái ví khác? Thì ví này mình phải cùng vào chi tiết nha. Cái ví này nó có một cái điều đặc biệt á, là có thể tạo trên, mình có thể dùng ví trên điện thoại nè. Đây, dùng trên app điện thoại Android, app điện thoại iOS, trên máy tính, tải trên desktop, tải Windows, tải trên Linux, hệ hành Linux đây. Mà mình có thể tải về ứng dụng trên desktop và mình làm online, một ví online luôn. Nhưng mà ví này cực kỳ an toàn vì nó có mấy yếu tố sau. Thứ nhất ở đây, ngồi vô bảo mật nè. Đây, cứ sau nó có là cứ ngay sau 1 phút hoặc sau 5 phút, 15 phút nó tự động thoát ra. Mà khi nó thoát ra thì tất cả các private key là được thoát ra hết, không có được sao lưu trên bất kỳ cái thiết bị nào hết đó. Đây mình thấy backup. Đây password mình đặt, mình thay đổi password lại. Và đây chế độ backup ví, mình sẽ tải cái đó về. Backup ví mình sẽ tải cái cụm từ về. Đây, ví này có chứa tất cả các loại coin luôn. Muốn coin nào mọi người có thể add vào đây. Đây, mình thấy vào đây nè. Add thêm quá lịch, muốn add thêm đồng coin nào, dù add thêm đồng này nè, đồng Coinmod nè, đồng này khá tiềm năng là add vô thì nó sẽ chạy lên trên đây. Mười đợt xíu đó, nó, khi mình add rồi nó sẽ tải một cái file về cho mình lưu trữ, một cái file gọi là một cái key cho mình về lưu trữ. Cái app này họ là phi tập trung decentralized, họ không có giữ bất cứ cái tiền kỹ thuật số nào của mọi người hết đó. Mọi người vào đây nè. App này không giữ bất cứ tiền nào của mọi người. Đây mọi người nè, có thể dùng cái ví này trên nền tảng web nè, trên nền tảng desktop máy tính nè, trên mobile nè, trên Google Chrome nè, gọi là Chrome Extension nè. Đây, đây mọi người thấy đây, App Store, Google Play, Chrome Extension, Windows. Công nghệ bảo mật của cái ví này gọi là cực đỉnh luôn. Rồi mình ví dụ vào đây, mình sẽ tiến hành nhận coin nha, receive nè. Mình chọn một đồng coin, dùng chọn là đồng RVN Raven nè. Mình bấm vào nhận nè, nó sẽ có địa chỉ ví nhận nè. Nè, wallet address nè, chưa có đồng coin nào, ở đây là public key nè. Ở đây nó họ không giữ bất cứ cái đồng coin nào nha. Nhưng mà cái ví này có một điều đặc biệt, họ giúp mình chuyển đổi giữa cái loại token với nhau. Có nghĩa đây nè, mình muốn chuyển đổi từ BTC, mình muốn chọn đổi ra cái con Raven coin, từ BC đến là Raven coin nè. Mọi người ví dụ mọi người đây mọi người muốn chuyển đổi một BC ra Raven coin, mọi người không cần phải lên sàn giao dịch. Mình muốn đổi là mình ngay lập tức mình sẽ nhận được khoảng 272.162 con RVN. Mình bấm Next thì nó sẽ thực hiện một số cái giao dịch. Có nghĩa là cái ví này á, là một cái ví giúp mình có thể đổi từ Bitcoin sang tất cả các đồng altcoin mà không cần tạo tiền, tạo tài khoản trên sàn giao dịch, tạo cũng không phải KYC, là nghĩa là mình mua đồng coin này hoàn toàn ẩn danh. Cái này là decentralized nha mọi người, cái app này decentralized có nghĩa là họ không kiểm soát. Mọi người có thể từ ví dụ 10 Bitcoin, có một coin mình có thể đổi ra 272.162 RVN ngay lập tức, rất là hay. Đây rồi mình sẽ đi kéo vào cái ví cho mọi người coi những cái điều đặc biệt của cái ví này nữa. Đây, ví này đặc biệt là có thể là swap BNB Ethereum nè, và có thể là kết hợp với ví lạnh Ledger nè. Đây, có thể tạo nè, đây import nè, chọn cái ví import vào trong mà cái ví Ledger nè. Mọi người sẽ chọn lại coi, mọi người bấm kết nối với cái ví lạnh, quá tuyệt vời, một cái ứng dụng phi tập trung quá tuyệt vời, quá đỉnh luôn. Có nghĩa là sau đây nè, mọi người vào cái mục, mình vào cái mục security nè, cứ sau khoảng 5 phút á, mọi người không gì á thì nó sẽ thoát ra tất cả các thông tin ví, nó sẽ thoát ra, nó không lưu bất cứ thông tin nào hết đó.
Chiếc ví này là một chiếc ví khá là đỉnh cho mọi người, đặc biệt mọi người có thể chữ được rất nhiều loại coin, chữ đồng coin gì cũng được hết đó. Mọi người vào chỗ này quá lịch nè, muốn chữ đồng coin gì kéo xuống đây. Tất cả đồng coin. Đây mình muốn đồng coin gì mình có thể add vào đây. Mình thử add thử đồng này được không ta? Một số đồng chưa có, nhưng mà hầu như nó hỗ trợ rất nhiều. Add. Mình có thể được add rất nhiều các loại đồng coin khác nhau. Và mình chuyển đổi coin giữa loại coin với nhau luôn, không cần lên sàn giao dịch luôn. Đặc biệt là cái này mình giữ 100% private key. Rồi, cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like, subscribe. Rồi, cảm ơn mọi người.